Xin chào các bác. Hôm nay thì em làm cái clip hướng dẫn các bác về cách vệ sinh và cách làm sao cho cái dù chiếc bô nó khít với cái bộ phận vỏ bên ngoài của nó. Thì với cái dù chiếc bô này thì là đơn giản, mình vệ sinh nó cũng rất là dễ. Cách thay đá hay là thay bông bấc thì là hầu như nó rất là đơn giản rồi. Ví dụ như em sẽ làm một số cái mẫu như thế này cho các bác coi nhé. Đây. Với những chiếc zip bô như thế này thì chúng ta về vệ sinh nó cũng rất là đơn giản. Khi chúng ta đã xài một thời gian khoảng từ 4 đến 6 tháng thì bắt đầu là cái bùng đốt này của mình bắt đầu là sẽ có ám khói và có bụi bẩn. Thì cái này nó cũng là đơn giản thôi. Nhà ta thì lúc nào cũng có một bình xăng để sẵn đây rồi, thì như em thế này thì là các bác để xịt vô một tí thôi đó, nó đơn giản lắm. Rồi sau đó là lấy cái bông tai ấy, cái bông ngoài tai của mình ấy, thì mình có thể là cho vào vệ sinh. Em hiện tại em không có cái bông tai, em lau lau qua cái này tại vì cái Zippo này của em vẫn là tương đối sạch đấy. Em chỉ cần lắc nhẹ nhẹ này thôi thì nó đã tương đối sạch rồi. Còn nếu những cái chiếc Zippo nào nó để nó quá lâu rồi thì lúc đấy mình sẽ tác động mạnh bằng một số cái hóa chất đang thường dùng đó để đánh cái này, hoặc nếu mà các bác thâm sâu hơn thì nó có một cái bộ máy mà đánh bóng cho cái phần Zippo này đấy. Cái tim bớt này thì mình xài thoải mái nha các bác nhé. Nếu mình thích nó sạch hay không á thì mình cắt đi thôi. Cái này là đơn giản. Đó, mình cắt như thế này thôi. Ở cái phần tinh chỉnh này thì các bác muốn to hay nhỏ đều là do mình hết nhé. Đó, nếu muốn to thì các bác cứ để ngang như thế này cho em. Đấy, còn muốn để vừa vừa thì như em này, em bấm cái tay như này, em bấm giữ cái chặt cái này đó, và mình nhồi bông. Tiết kiệm xăng hay không là cũng là do mình, hầu như là tất cả là phần tinh chỉnh này là do mình hết. Nếu mà bông ít thì cái độ trữ xăng và cái độ bám xăng nó sẽ rất chân là nhanh hết. Còn nếu mình muốn trữ xăng và nhiều xăng hơn ấy thì mình tốt nhất là những cái bông như này các bác sẽ thêm nhiều vào cho em, nén thật chặt vào đó thì nó sẽ được, nó giữ rất nhiều xăng cho mình tha hồ là mình xài xăng thoải mái luôn. Đây, đây là phần thay đá vệ sinh bùng đốt. Như này đơn giản rồi. Sau đó là mình bơm xăng vô. Các bác bơm xăng thì cẩn thận nha, tại vì là bơm xăng nhiều khi nó sẽ tràn ra, và khi nó tràn ra thì là hay có cái hiện tượng là tràn ra ngoài máy này như thế này đó. Còn bây giờ là em sẽ hướng dẫn cho các bác làm sao mà cho cái ruột này nó khít hoàn toàn với cái vỏ zip bô ngoài này của mình. Thì là đơn giản thôi, cái này thì là khi chúng ta mua về ấy, thì là khuôn mẫu của nó lúc nào nó sẽ là nhỏ hơn bình thường, vì thế nó sẽ là có cái độ, không có cái độ dơ ở trong này. Vì thế là bắt buộc là các bác phải tác động và dùng cho em nhé, như như chiếc này em đã gõ rồi. Đấy, các bác để như thế này, để xuống nền đó, sau đó nó dùng búa mềm gõ vào cho em cái phần này khoảng tầm 2 đến 3 chiếc thôi, 2 đến 3 cái. Đấy, làm sao mà cho cái bụng này nó phình ra một tí như thế này thì nó sẽ có cái nề ở đây, nó sẽ giữ rất chứ là chặt ở cái phần dưới zippo này cho mình đó, như này rất là khít. Và các bác lưu ý đừng để như thế này mà đóng nắp nhé. Nếu mà để như thế này mà đóng nắp thì chúng ta sẽ lại gặp vấn đề kỹ thuật về trong cái này. Vì thế là lưu ý đừng có để như thế này và đóng nắp đó. Còn khi chúng ta muốn chỉnh tiếng
thì là nó sẽ là yêu cầu đến cái phần này và cái phần ở dưới chữ L ở dưới đây. Đó, cái này thì cần đi sau em sẽ nói. Đó, cái những cái đơn giản nhất.